tính từ. À, quẩn là GUN. GUN là quang quẩn, GUN, GUN. Anh cứ gõ vào quang quẩn. Đúng rồi. Quang quẩn là gì? Quang quẩn nó là độc thân. Độc thân, quang quẩn. Được chưa? Được. Quang quẩn, giờ anh xem nào. Giờ anh sẽ ấn F5 này. Được, em gọi à, không không phải quang quẩn. Đây em sẽ vào đây. Được. Đây anh sẽ quang quẩn anh trở đi, anh sẽ bật cập nhật à không, cập nhật trên diễn đàn. À, sẽ cập nhật trên diễn đàn. À, không, em đang dùng máy máy riêng để gõ tiếng Trung. Đó. Để quang quẩn em trở đi. Đấy, em đang vừa cập nhật ở trên diễn đàn rồi đấy. Quang quẩn. Đây, F5 là xong. F5. Đó, anh nhìn thấy chưa? Trên màn hình đấy, có từ quang quẩn, anh vừa gõ xong rồi đấy, quang quẩn. Đây này. Đấy, anh đang cho nó to hết cỡ lên. Đây 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 đây. Ở đó. Cái ông dưới. Xong nó đây này. Em nhá, quang quẩn. Đấy, ngay trên màn hình. Đây, anh thấy chưa? Quang quẩn. Anh nhìn thấy chưa? Ở trên màn hình này. À, Skype, trên Skype. Em không biết. Diễn đàn thì Skype đường mã được đường mã được được đường mã đường mã em tập dần đấy để sau này em còn làm việc ở bên họ là họ sẽ dùng là nhiều công nghệ đấy nên em tập dần đấy không là sẽ lúc làm việc là sẽ cũng lúng cuống đấy giờ Skype phải dùng chứ Skype nó là công cụ để người ta phỏng vấn này hoặc là người ta để làm việc với nhau. Zoom cũng được nhưng mà Zoom nó cái âm thanh nó hơi rè, nó không trong được mượt như là Skype. À, em thấy chưa? Em vào Skype đi. Skype nó là cái màn hình chia sẻ đấy, như em vừa thấy đấy, em thấy chưa? Em tìm lại cái màn hình chia sẻ trên Skype đi. Rồi, em thấy từ quang quân chưa? Em đang chiếu trên màn hình này, quang quân. Rồi, quang quân. Em tìm thấy chưa? Quang quân, G1N, G1N, em thấy chưa? Đấy, G1N, G1N. Anh gõ lại từ này đi, anh gõ lại đi. Ở quang quân. Nó là độc thân và là tính từ đấy, nó chính là tính từ. Quang quân, độc thân. Quang quân. Zalo nó lại nó sẽ thành spam đấy là anh sẽ bị bay bay nick lắm. Em gọi trên diễn đàn đấy là lần được được em có thoải mái diễn đàn thì em có thoải mái em đừng gọi trên Zalo nó đây quang quẩn anh gọi đi quang quẩn có cái mục ở bình luận ở ngay bên diễn đàn này này ở diễn đàn có ở bên dưới có mục bình luận em tập làm quen đi không là sau này sẽ luôn cuốn đấy đó, quang quẩn đây có cái phần này đấy em vào đây đó, quang quẩn GUAN GUAN GUN GUAN GUN em gõ được chưa? GUAN GUN em gõ từ đó lại đi, em gọi chưa đúng. GUAN GUN. Được chưa? Em gõ được chấm bài nhá. Được chấm bài nhá, anh chấm bài này. Quang quân. Đây, quang quân. Rồi em gõ đúng rồi đấy, ok rồi. Quang quân. Mà là xong. Tiếp theo em cái câu mà em định nói bằng những câu như thế nào? Để anh em cứ đọc đi để anh nghe xong rồi anh sửa cho. Anh vừa nghe xong rồi vừa sửa cho em đọc đi. Rồi thế anh sẽ nói nào, có cái câu đó anh sẽ nói nào. Em giờ giờ câu đó sẽ nói ủa xe giờ giờ rồi tức là em định nói cái câu nào bằng tiếng Việt đấy em nói có bằng tiếng Việt anh sẽ nhỏ anh sẽ dịch cho em luôn. Tôi là công việc dịch tiếng Anh không? À, ok, à, học từ là từ bán thời gian chưa? Nó là gì? Nó là trên chỉ là công việc mà là trên công chùa là công việc bán thời gian, là công việc kiêm thêm chức đấy, là công việc bán thời gian, trên công chùa. À, em có từ này mà từ này sẽ bổ sung thêm cho em là trên công chùa là công việc bán thời gian. Hay là công việc là làm kiêm thêm, nó gọi trên công chùa công việc bán thời gian. Hoặc là có hai từ là từ ye vì công chùa là công việc ngoài giờ làm việc chính là công việc bán thời gian đấy, nó ye vì công chùa. Đó, em sẽ bổ sung thêm hai từ này vào trong diễn đàn nhé. Xong em lại cập nhật thêm này. Đó, đó, change control và yeah view control. Em sẽ giải quyết tất cả những cái câu hỏi của em về CV tiếng Trung này. Đấy, đó, ok em chờ tí, em đang cập nhật giờ. Ok, em đã ăn được xong rồi. Đó, em vào đây này. Đó, em thấy chưa? Đây này, đây này. Đây, F5. Là sẽ đây, giờ em thấy chưa? Câu số 3, câu số 1, câu số 2, số 3 em thấy nhá. Trên màn hình đấy. Trên màn hình. À, đây em thấy nhá, trên công chỗ và yeah vì công chỗ là có là được yeah vì phải yeah ý à yeah vì công chỗ và trên công chỗ.
Rồi, đây là hai từ mà là hai từ là từ công việc bán thời gian hay là công việc làm thêm. Giờ xong em đọc lại cái câu vừa rồi đi, đánh dịch luôn cho. Em đọc lại câu vừa rồi đi. À, gì? Ở gì? Ở thế mình sẽ nói gì? Ở tờ trên công tác cho nó đơn giản. Ở tờ trên công tác sẽ gì? Sẽ tiếng Anh phát âm à, tiếng Anh phát âm là xong. À, ở tờ trên công tác, ở tờ trên công tác là tiếng Anh phát âm. Đó, em đọc nói những câu này cho nó đơn giản và nó phải hiệu quả. À, phải nói gọn, nhanh gọn chính xác thì người ta cho nó đúng không? Nhanh gọn chính xác chứ chứ không nên là lải nhải lê thê. À, nhanh gọn chính xác vì người ta cũng cũng ít thời gian lắm. À, ở tờ trên chữ giờ em gọi câu này vào đi. Ở tờ trên chữ công tác là gì? Là tiếng Anh phát âm. Đó, công việc bán thời gian của tôi là phiên dịch thị trường. Đó. Gì à phiên dịch sách đúng không, em làm sách cả nhỉ, sách đúng không? Thế mình sẽ làm gì? Tiếng Anh sách phát âm, thêm từ sách vào tiếng Anh sách phát âm gọi là phiên dịch sách tiếng Anh. Đó, xong rồi thêm từ tiếng Anh sách phát âm. Đó, giờ anh đang dịch cho em tiếng Anh sách phát âm. Giờ anh sẽ lại cập nhật thêm câu này ở trong này. Đó. Anh gọi cái câu mà như vừa rồi là ok rồi. Đó. Đấy, anh lại cập nhật. Đấy, anh thấy chưa? Anh đã cập nhật xong rồi đấy. Tất cả những cái câu mà em đây 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 là có rồi đấy, anh thấy chưa? Tôi tờ trên chữ công tác là tiếng Anh phát âm à, tiếng Anh sách phát âm. Giờ cái câu tiếp theo là gì? Em đọc đi. Câu tiếp theo là gì? Giờ. Ừ. À, Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Em biết từ nông nghiệp chưa? Nông nghiệp nó gọi là em biết từ này chưa? Nông nghiệp. Giờ cái tổng quát từ là nông nghiệp là nông nghiệp. Giờ anh có từ này vào đi. À, nông nghiệp là anh chỉ cần gõ thôi, để nhớ cái từ này đã. Để nhớ trên lớp luôn, để nhớ luôn là từ này, từ nông nghiệp là nông nghiệp. Nó là danh từ đấy, loại từ là danh từ nông nghiệp. Đại học Nông nghiệp Việt Nam á, nông nghiệp Việt thì chúng ta sẽ có Đại học Nông nghiệp Việt Nam, mình sẽ nói là gì? Yên Án này, Yên Án, Đại học Nông nghiệp Việt Nam, Yên Án, nông nghiệp, ta chuyển giờ Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Chúng ta học những cái thuật ngữ là những cái từ mà chuyên về lĩnh vực của em, nó là gì? Yên Án nông nghiệp, ta chuyển. Chúng ngành nó chung chứa là gì? Nó tròn tròn đấy, chung chứa tròn tròn. Nó là gì? Ngành quen là gì? Nó là tên gì? Ngành trồng trọt đúng không? Nó là trừ cung, đây là của trừ cung. Giờ trừ cung nó là trừ nồng trọt à? Đúng không? Trồng trọt là chân nào? Trừ cung. Em có chắc không đấy? Trừ là trong từ trung trừ này. Trừ trung trừ cung, trừ cung. À, hay là trung à, trừ cung đúng không? Trừ cung. Trừ là giờ từ trừ cung giờ cái chữ là gì? Chữ là mình làm mình kiểu là trồng xong rồi chiết cành xong rồi trồng nó trồng theo kiểu là theo công nghệ nào là chữ chữ là mình là theo công nghệ là chữ cũng có thể nói theo kiểu này được hay là gì? Trồng chữ trồng chữ ok trồng chữ là trồng trọt là trồng chữ gì? Trồng trồng chữ rồi trồng chữ chuyên nghiệp chữ ngành trồng trọt, trồng chữ là trồng trọt chữ ngành gì em tương tác chỉ cần nói cho người ta hiểu. Tức là quan trọng là em phải bắt được ý người ta, phải người ta cũng phải bắt được ý của em. Đó, nó phải chung một cái có tiếng nói chung. Đó, chung chữ cho diện. Nếu mà người ta nếu mà em nói ví dụ nhé, nếu mà em nói là trừ cung thì người ta sẽ cũng sẽ hơi 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 chóng mắt bởi vì người ta cũng cũng không phải chuyên ngành của em mà. Đó, nên là em dùng những cái từ nào mà nó đơn giản và nó dễ hiểu để hai bên nó trao đổi thông tin nhanh nhất, ngắn gọn vì thời gian nó rất là ít. Người ta còn người khác nữa. Chung chữ cho diện, đó, chung chữ cho diện. Anh cứ nói là gì? Là trồng trọt đó, chung chữ cho diện. Đó, có hai từ này. Giờ tiếp từ gì nhỉ? Em đọc cái câu của em đây là gì? À không, cái câu mà vừa nãy nhỉ? Cái câu vừa nãy anh định nói thế nào? Cái câu mà tôi là thế thì mình sẽ nói pi ổ pi ye gì? Ổ pi ye ủy phải có giới từ nhá, phải có giới từ là gì? Giới từ là ủy của pi ye ủy từ nông chuyên nghiệp của pi ye ủy giờ nông nghiệp đâu rồi? Ủa pi ye ủy nông nghiệp ta sẽ giờ nhưng tôi nói của tôi chuyên nghiệp gì? Của tôi chuyên nghiệp là của tôi chuyên nghiệp là của tôi chuyên nghiệp là gì? Là trồng trọt gì? Trồng trọt trồng trọt à rồi trồng trọt trồng trọt công à trồng trọt công là em thích từ công vào trồng trọt công à trồng trọt công là gì? Là những cái công việc là nó liên quan đến gì? Để trồng trọt đấy là trồng trọt công là thế 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 là trồng công chưa? Trồng trọt công rồi ok em sẽ cập nhật cho anh hôm nay em chờ tí. À, sau khi em vào em sẽ xem biết em sẽ biết hết tất cả những cái câu của em. Wo ji wo biye yu zhe Yunnan Nongye Dashue. Không là xong là tan học xong là em sẽ quên hết đấy. Em sẽ lưu lại tất cả những cái giáo án này ở trên diễn đàn, xong em chỉ cần em về copy lại thôi, xong rồi em in ra học. Wo zhe zhuanye biye yu Yunnan Dashue Nongye Dashue. Wo de zhuanye wo de zhuanye.
video có anh đang gì anh đang quay màn hình Camtasia đấy em thấy nhá, anh đang quay Camtasia màn hình xong anh sẽ gửi kín cho em ở trong Zalo đi, ở trong Zalo nhá. Xong em chỉ cần tải về thôi là xong, em tải tải về là được đó. Thì của tập chuyên nghiệp là nông nghiệp trồng trọt công giờ trồng trọt công giờ trồng trọt công giờ tiếp theo tôi là sinh viên năm thứ ba đúng không, tôi là gì giờ giờ ok Iceland à Iceland à gì nói là đó em đi đâu mà sao thế ý sửa lìa là Iceland ý sửa lìa ý sửa lìa lìa là nó phiên âm đó ý sửa lìa em học em có tiếng này rồi nó là the ok ý sửa lìa là gì nó là Iceland như cái đây là anh sẽ cho em anh chuẩn bị anh sẽ cập nhật thế này anh đó anh sẽ em anh vừa nói xong vừa 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 update đó anh vừa nói vừa vừa update thông tin để em tiện theo dõi đó. Iceland là gì, nó là Iceland gì à? Trong lúc gì à? Khi mà tôi còn là năm thứ tư năm thứ ba đúng không, ủa gì ủa gì cái tên là gì giờ ủa ta san thật sự ủa ta san thật sự chú có gì ủa ta san thật sự ủa chú có ủa ta san Ta san de shou, mà tôi, tôi chân đi. Ta san de shou, tôi chui qua gì? Tôi chui qua Ý sơ liệt gì là? Thực tập đúng không? Đó là gì? Sử sĩ là thực tập. Sử sĩ gì? Thực tập cái gì? Thực tập phải có tân ngữ. Thực tập cái gì? Thực tập về gì em? Làm cái chữ sử sĩ thế thì sử sĩ gì? Sử sĩ sử sĩ thì sử dụng nghiên cứu gì thực tập gì nghiên cứu cái nghiên cứu cái chủng phát triển mới à đúng không, nghiên cứu xin gì xin cái chủng thế công nghệ mới nhá cho nó hay thì xin gì xin gì nghiên cứu là trồng trữ trồng trữ tờ gì nghiên cứu trồng trữ tờ gì thì xin gì xin chỉ số thôi là cái công nghệ mới gì về cái trồng trọt đấy trồng trữ nghiên cứu trồng trọt the xin chỉ số đó cái xem con này ta sang được sự tôi đi qua ý sơ liệt gì thực tập nghiên cứu trồng trọt the xin chỉ số đó anh chờ đấy ta sang là năm thứ ba the sự hợp lúc năm thứ ba tôi đi qua ý sơ liệt thực tập nghiên cứu gì nghiên cứu trồng trọt the xin chỉ số đó ok anh nói cái câu này là tốt nhất nó sẽ chuẩn ngữ pháp chờ đấy đó, anh sẽ giải thích cho em toàn bộ những cái của em ý của em ấy em phải học thuộc được ý của em phải hiểu được ý của em thì em nói lúc nào nó mới trôi rồi tiếp ra câu dưới là gì em đọc thế nha em định nói thế nào câu dưới rồi ok rồi ok anh chờ rồi ok từ từ đã để anh sẽ một đoạn đã chứ không thể cả một cụm được rồi trong lúc gì trong lúc thực tập đúng không ok sẽ chỉ ta sử học gì tôi không như học về chuyên ngành quá ủa gì ủa bút tan gì ủa bút tan học về gì ủa bút tan xuế gì xuế tao là gì học được gì học được kiến thức về chuyên ngành quá xuế tao là gì xuế tao là chuyên nghiệp chi sử ở chỉ gì mà còn gì ở chỉ mà còn học được cái gì nữa mà còn học được cái gì ở chỉ hay xuế đó nó là gì nó là ok nó là gì ứng xiao chiến lược là gì chiến lược bán hàng không dừng sale trang luyện cho nó sang đi dừng sale trang luyện là chiến lược bán hàng hay chiến lược marketing nó chiến lược marketing bán hàng nó khác nó sale sau là bán hàng là chiến lược marketing gì nữa ý chí là tâm lý khách hàng nó là gì nó là cu khơ sinh lý là tâm lý tâm lý là sinh lý chế tạo là gì dừng sale trang luyện ý chí cu khơ gì với chí gì cu khơ ý chí如何 了解顾客心理如何了解顾客心理那个来来哎现在给够了 OK 没评论的哎那好呢的啊因为因为这里面是em nói thực càng nhiều càng tốt thì người ta sẽ thấy em là có khả năng diễn đạt ý tốt em có nói được nhiều càng tốt đó. bởi vì tôi chế tơ là ủa thì tôi cảm thấy là ủa chế tơ gì chế tơ gì bán được càng nhiều ha ủa chế tơ gì ok ủa chế tơ gì
要紧，不仅是不仅，因为我觉得不仅是，因为我觉得，不仅要的，要研究出来以及的研究出来，研究出来以及研究出来，新的新技术以及大家是怎么生产出的产品出来，生产出产品来，生产出成成，不仅而且还要的还要的还要反正就那三方的大家我看了，还要的还要这个那什么这个呢还要去接近。tiếp cận nó trên là tiếp cận là chia chi chia chi cu cơ là gì là để làm gì để bán khách để bán sản phẩm đó để gì hay là để giới thiệu sản phẩm ý gì ý gì à lại gì lại giới thiệu sản phẩm hoặc gì hay là giới thiệu sản phẩm hoặc gì giới thiệu sản phẩm và gì bán sản phẩm đó hoặc gì rồi rồi thay hoặc gì hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc giới thiệu sản phẩm cuối cùng gì cuối cùng là gì cuối cùng là gì là gì em cái bước cuối cùng là gì cuối cùng gì cuối cùng gì cuối thế là cuối cùng là gì cuối cùng là lấy cái tiền lấy cái số tiền đó thì để tái đầu tư đúng không tái đầu tư để cuối cùng gì cuối cùng gì cuối cùng gì bà gì thế là phải là chủ từ bà đấy có nhiều ý đấy cuối cùng bà赚来的bà lợi nhuận đấy lợi nhuận đấy tức là lợi nhuận số tiền kiếm được nó chính là lợi nhuận lợi nhuận cuối cùng bà lợi nhuận gì lợi nhuận cuối cùng bà lợi nhuận gì à tại đầu tư là tái đầu tư đấy tại đầu tư đầu tư về cái gì đầu tư vào tái đầu tư vào cái gì anh cái bao giờ tạo gì tại đầu tư tạo gì tại đầu tư tạo sản phẩm gì sản phẩm kỹ thuật cái công nghệ sản phẩm tại đầu tư tạo sản phẩm kỹ thuật gì nhỉ lại gì lại tiếp tục phát triển phát triển cái gì nhỉ em nói lại đi phát triển cái gì là tiếp tục phát triển thế ta nói là lại để tiếp tục gì để tiếp tục phát triển kinh doanh đi tiếp tục phát triển kinh doanh đi nó là gì phát triển gì phát triển kinh doanh là chính业务phát triển nghiệp vụ đó là kinh doanh đấy phát triển业务phát triển gì phát triển công sư đây phát triển công sư đi công sư đó nghiệp vụ nó cuối cùng là gì để phát triển dịch vụ đây cho dịch vụ nó hoàn thiện hơn nó chính là kinh doanh đấy nghiệp vụ giờ cái câu này nó khá dài đấy anh sẽ lại update thêm cho em đó anh chờ đi anh làm đến đâu anh sẽ update đến đấy giờ không là quên mất hay quên lắm không nhìn nữa không sao thì em nhìn là lát nữa em về nhìn lại xong hết mà anh đã quay video đây, em đã quay video đây, quay Camtasia đây, quay Camtasia. Sau anh sẽ gửi cho em xong rồi em chỉ cần tải về tôi, đó là em file MP4, em cho vào điện thoại cũng được hay cho vào máy tính cũng được. Đấy. Em có cần phiên âm không? Phiên âm không? Không cần gì, không cần phiên âm nữa, rồi anh sẽ chỉ có tiếng Trung thôi nhá. Giờ tiếp theo cái câu tiếp theo của em gì? Em đọc nốt đi. Đọc đi để anh dịch hết cho. Đó. Giờ ok. Xuyên gì à tại gì tại Israel đúng không tại nào đi tại nào đi sau khi là tại này học học hoàn một năm sau học hoàn một năm một sau một năm quay lại sau gì đó sau khi là thì em học tiếp tục một năm này học đúng không có gì tôi hoàn thành gì hoàn thành gì tôi tiếp tục đọc một năm tiếp tục đủ thế là tức tức một năm là năm thứ tư còn gì nữa đúng không? Rồi anh chưa hiểu đâu anh nói thế nào? Rồi tức là tức là anh phải hiểu ý em đó tức là cái năm thứ ba này thì em vẫn tiếp tục học trường này để cho hết năm thứ tư đúng không để lấy bằng tốt nghiệp đúng không nhỉ được không ý em là thế vậy đúng không thế thì làm phải nói là chi suy tu quán gì tu quán chi suy tu quán gì tu quán đại học tu quán đại học tiếp tục học tu quán gì tu quán cái đại học đi cái đại học tiếp tục học xong gì đại học này tu quán cái đại học
Nhưng mà sau đó là ta sư không làm, nhưng mà vì sao tôi không làm theo, tôi không làm về chuyên ngành này đúng không? Ủa mấy giờ gì? Ta sư không làm. Ủa mấy giờ? Ủa mấy giờ gì? Ủa mấy giờ? Ủa mấy giờ gì? Ủa mấy giờ chào tao gì? Ủa mấy giờ chào? Ủa mấy giờ chào gì? Tôi không làm về, ủa mấy giờ chua, mấy giờ chua, ủa mấy giờ chua quan yu chữ cái gì? Chữ cái chuyên nghiệp tờ gì? Chữ cái chuyên nghiệp tờ công chuẩn, nhưng mà tôi không gì. Sao vì sao tôi không làm những cái làm công việc liên về về công việc này, à về chuyên ngành này. Rồi. Ok. Tiếp bà gì em? Nằm đó đi. Là gì nữa? Ừ. Từ từ một bạn nữa, anh này tập trung dịch cho nó chính xác đó. Đi à. Sau đó gì? Ráng khờ. Giờ ok. Thế thì em phải nói, em nói cái em nói một ý thôi, một ý xong rồi tiếp tục để như vậy nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Rồi. 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 Ok rồi, xong ý là xong ý là ý là gì, em muốn tìm một cái việc liên vừa liên quan đến bán hàng này, vừa liên quan đến chuyện về đến bên ứng đúng không? Rồi ok. Rồi ok, ráng khâu gì? Ráng khâu ủa gì? Ráng khâu ủa 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 sáng em muốn tìm đúng không? Ủa sáng chào gì? Ủa sáng chào chào y phần gì? Y phần y phần gì? Y phần y phần gì? Y phần quan ủy đi à, về gì? Quan ủy y phần y phần cái gì? Ok, chúng ta xuống định ngữ. Y phần có gì? Có gì? Gì lợi dụng lợi dụng của xuế của tờ gì tờ à, ngoại ngữ là gì? Ngoại ngữ là gì? Ngoại ủy xuế của tờ ngoại ủy và gì ý chứ gì ý chí đi cho nó hay khi lợi dụng của xuế của tờ ngoại ý với khách hàng có gì và gì nhỉ và ý chí gì ý chí cô cơ yêu là dịch vụ khách hàng rồi nhá, thấy đúng không? Sau đó thì tờ cung chùa là công ra xong rồi tiếp là gì? Tức là sân bay nội bài quốc tế đúng không? Hay sân bay quốc tế đúng không? Tôi làm việc là một năm quá không giờ thế mình nói là gì? Ủa tại thế là nó là khởi đây đi giờ cái ý anh phải hiểu ý em đó thì anh mới chỉnh được anh phải hiểu ý em đó giờ ok giờ tôi mà xem anh sẽ ra ý đó ủa khẩn gì thuận lợi chào tao là gì chào tao là tại gì tại gì cứ là xem có thể nói bài nó là quốc gì à gì đó quốc Việt Nam ok Việt Nam rồi xem có thể nội bài đi xem có thể nội bài à này phải thôi không nội bài thôi em được gì cho nội bài ta cũng chưa hiểu gì đâu chẳng biết cái nội bài là cái gì đâu cứ chỉ cần hỏi là gì khớ này đi Hà Nội là con tên sân bay quốc tế Hà Nội khớ này Việt Nam sân bay quốc tế Hà Nội là khớ này chúng ta hiểu luôn là gì khớ Việt Nam khớ này của chi trả tờ gì từ xong ý đó ok xuất ly trả tao là dài yên là khởi này quy trạng rằng tờ gì một cái chỗ bán hàng hay là một cái chỗ bán hàng ý cái gì ý cơ cả bán đồ ý cái gì ý cơ mai cả bán đồ ý cơ mai gì mai mai biểu đấy đơn giản mai biểu tờ gì mai biểu tờ sang điện mai biểu tờ sang điện ngắn gọn thôi cho nên hiểu nó phải đúng vẫn là đúng ngữ pháp nó phải ngắn gọn xúc tích và nó không liên thể không làm mà giờ ok tiếp theo là gì dáng khờ rồi ok rồi sau đó gì sau đó sau một năm à thế là y đấy khờ rồi giờ thế nên là mình sẽ tôi làm của can là na cái công chúa can là na công chúa một năm ý khờ chưa gì chưa chui là đi Singapore không chưa chui Singapore gì đấy Singapore là gì à đến Singapore làm gì em làm đấy ủa chua là gì ủa chua
À, thì mình là gì? Ủa, tôi là gì? Ủa, tôi là仓库, kho,仓库管理工作. À, tôi là仓库管理工作, tức là đang có việc quản lý kho gì nữa. À, cày à, cho gì? Đó là gì? À, thế là cày gì? Cày tôi là thế là gì? Biết là gì? Ủa, tại gì? Ủa, tại gì à? Quản lý công chúa, 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 chỗ là gì, chỗ là làm cái quản lý gì, quản lý thiết bị gì em, thiết bị gì, quản lý thiết bị gì em, thế là công chúa là, thế là gì, nó là vệ sinh设备, thiết bị vệ sinh, vệ sinh设备, không, vệ sinh là gì, không, không phải đâu, vệ sinh间, anh có nhớ, anh là phòng vệ sinh đấy, vệ sinh间, phòng vệ sinh. Cái từ kỳ vệ sinh này cũng có, cũng nó có hai nghĩa là gì, nó vừa là y tế, nhưng mà người ta y tế người ta hiểu theo kiểu là khi mà tổ chức y tế thế giới là sư chia vệ sinh tổ chức, là ta hiểu luôn là gì, y tế thế giới có thể là WHO đấy, còn cái vệ sinh này là vệ sinh设备là gì, là cái thiết bị vệ sinh là trong 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 trong, trong, trong toilet đúng không, nó sao lại như vậy. Giờ vệ sinh设备管理工作đó, xong xong con này rồi, thế ta có giữa gì em, chờ tí để chờ đến anh nốt 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 anh đã. Anh nốt đã, anh update đã, không là lát nữa anh lại quên đấy, anh update trên trên diễn đàn đó. À, xong về em chỉ cần vào diễn đàn xong em ấy là xong, copy lại. Giờ cái này nó sẽ lưu hết ở trên đấy. Giờ khỏe 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 sẽ lên. Có cái câu nói nhỉ? Tại na lì. Rồi tại sẽ chỉ tờ sửa gờ sẽ sửa gờ sẽ đó. Anh chờ đi, anh chờ cái lại. Sẽ chỉ tờ sửa gờ. Tại na lì sẽ chỉ tờ sửa gờ. Ở đây nhầm chỗ này. Sẽ chỉ tờ sửa anh chờ tí đấy, anh vừa có nhầm cái từ sửa không, sửa không là gì, là lúc khi à, chúng ta từ sửa không, lúc khi sẽ chỉ tờ sửa, sẽ chỉ tờ sửa không. Ok đây là sẽ chỉ tờ sửa không, vừa đang rồi xong rồi, ok xếp giờ ta sửa là gì, tại nào tại nào thì sửa hoàn tại nào thì rồi, ok giờ sửa hoàn in nhà quay lại không rồi, quay rồi tiếp rồi, tiếp ta cái câu gì nữa này em đọc đi, em đi 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 tiếp em đọc đi, câu gì nữa, cái câu nữa là em quên là gì. À, sau khi làm thì quản lý gì, cái thiết bị vệ sinh ở Singapore thì sao nữa? Ừ. Rồi. Rồi, okay. Công việc anh chỉ làm một năm thôi. Ừ. Rồi. Nó cái gì, nó cái gì, cái công việc đó em phải có cái sự kiện đó, nó cái sự kiện nó tiếp nối ABC ấy. Rồi. Rồi em phải nói em phải, thế thì em phải nói từ sự kiện đó, từ sự kiện cho nó có ABC đó, thì người ta biết được là em đang cái quá trình mà em đang làm việc ấy, thì người ta mới hiểu được, chứ không nên nhảy nhảy cóc, người ta sẽ rối đấy. Rồi nó cờ gì, nó cờ cung chùa, nó cờ gì, quản lý sơ bay vệ sinh sơ bay, nó cờ vệ sinh sơ bay quản lý công chùa. Ủa can là gì, ủa can là y nhé hở, sau đó khi tôi làm một năm thì đó. Thì nhé, nó căn là in nhà không, xong cái này con này không chưa gì, chưa gì, chưa chế su là gì, chưa chế su là y à y nén y nén hợp tờ hợp tờ y nén tờ hợp đồng là hợp đồng một năm, thì là thì kết thúc gì hợp đồng một năm rồi gì nữa, rồi là có gì, có việc gì, có việc mới là có việc gì em, có việc bán hàng. Ok rồi anh hiểu rồi. Rồi có gì? Rồi có gì? Rồi tại gì? Singapore à, Singapore Singapore tờ cái một cái công ty đúng không? Cái cái tại gì? Rồi có tại Singapore tờ tối đa tờ gì? Tối đa tờ tờ gì? Tờ nội thất đúng không? Nội thất à? Có tiền nội thất không? Công ty nội thất không? Công ty nội thất à? Thế nó là siêu thế nó là công ty điện máy, à nó siêu thị điện máy đúng không, siêu thị điện máy đúng không. Thế siêu thị điện máy còn nội thất cả, thế nó là gì ta, anh chưa nghĩ ra được tên tên nó là tên gì, bởi vì ở Việt Nam chỉ có mỗi mỗi thằng kiểu như thằng media, thằng 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 máy gì à, cái tên là có không có nó ta. Thế thì nó sẽ là nó là gì, nó là công ty điện máy đấy, người ta cũng 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 em chỉ cần người ta chỉ biết là trong trong những cái công ty gì nó ở đâu, chuyên ta từ gì, chuyên ta từ điện chi là điện máy này, điện chi chao sư công chua ở lớn nhất ở Singapore à, chao điện chi điện chi chao sư gì từ điện chi chao sư ý chí đi, và ý chí và đồ gia dụng không, ý chí và công ty bán đồ gia dụng nhỉ, đúng không ạ,
À, ý chí cha dùng gì? Cha dùng ý chí mày cha dùng công sự, ý chí cha dùng công sự này, công ty gia dụng này, ý chí cha dùng công sự, cha dùng công sự là công ty cha dùng là đồ gia dụng, cha trụ nó là đồ gia dụng đấy, cha trụ, từ này nhớ rồi. Thì mà từ cha trụ là cụ đấy, công cụ gia đình, những cái vật dụng gia đình nó là cha trụ công sự. Được, em cứ chờ đi, chờ gì nhá, làm gì trong làm việc trong cả cái điện máy này, trong cả công ty bán đồ gia dụng này, gì nữa em, lớn nhất ở Singapore. Rồi tiếp là gì, là gì nữa, công việc đó. Thì em chỉ cần em đạt được cái mục tiêu là em phải nói rõ từng sự kiện ra, từng cái mốc thời gian ra, đó, mốc thời gian và sự kiện là làm những cái gì là người ta sẽ nắm được. Chẳng có cái từ từ đó thì chẳng có đúng không? Ta công rồi đấy, của ta thể cũng được, thì em càng cái công việc của em làm càng cụ thể càng tốt, và tránh tránh nói những cái cảm nhận của em, để mình không nên nói cái cảm nghĩ của mình. Em chỉ cần nói, người ta chỉ cần biết là người ta muốn biết là cái vấn đề là em đã làm gì ở đâu này, đã làm bao lâu này, ở làm gì ở đâu, làm bao lâu này, và công việc cụ thể là gì đó. Người ta chỉ cần biết em là những cái vấn đề đó thôi, còn lại cái cảm nhận và suy nghĩ của em đừng nêu ra, nó người ta sẽ không cần cái đấy. Gì à? Công việc của tôi là gì? Tăng sự tôi công chua, tôi công chua là gì? Lúc đó công việc là gì? Lúc đó công việc là gì? Em nói đi. Nó là gì? Bán hàng trả góp à? Mai khua phân chi giờ phân chi giờ phân chi ở tăng sự tôi công chua phân chi gì? Phân chi bán hàng trả góp à? Phân chi销售là bán hàng trả góp, là tiêu thụ bán trả góp đấy. Phân chi销售là bán hàng trả góp. Và gì ý chứ à gì giờ giới thiệu từ 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 đấy em đã rồi, lúc đó có việc là gì, là bán trả góp rồi, và gì nữa gì nữa từ từ em, và gì nữa và gì nữa bán trả góp, và gì nữa, và bạn anh từ từ à thế là giới thiệu sản phẩm, em quên từ này rồi, ý chí gì, và giới thiệu bán trả góp, và giới thiệu sản phẩm là ý chí gì, ý chí sản phẩm là giới thiệu sản phẩm. Rồi, ok, là kết quả, cái này là người ta cũng cần, bởi vì người ta cần những người biết 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 giới thiệu sản phẩm này, và biết quản lý cái sản phẩm đó. Ok, gì nữa, ý tiếp theo của em là gì nữa, bán trả góp và giới thiệu sản phẩm. Giờ lấy thế là thế nó gọi là rồi. Rồi cái anh rồi, việc em có hai ý là gì, làm gì, cái làm gì, làm là gì, nó là gì, thu thập đúng không, thu thập dữ liệu của khách hàng đúng không, thu thập dữ liệu của khách hàng, dữ liệu của khách hàng, và gì nhỉ, và gì nhỉ, và làm những cái công việc liên quan đến 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 giấy tờ sổ sách đúng không. Rồi ok, giấy tờ sổ sách. Rồi hai ý là ok, là đúng là我也 gì, 我也做过了 gì, 我也做过了đã từng làm gì, đã từng làm công việc gì, công việc nó là gì, thu thập dữ liệu khách hàng luôn, nó là gì, cụ khơ gì, cụ là gì, sâu chỉ chú là sâu chỉ cụ khơ gì, sâu chỉ thu thập đấy, sâu chỉ cụ khơ dữ liệu, sâu chỉ cụ khơ dữ liệu khơ gì, ý chí đi cho nó hay, thu thập dữ liệu khách hàng đấy, sâu chỉ cụ khơ dữ liệu cụ khơ, sâu chỉ gì, sâu chỉ quan于 đi, sâu chỉ quan于 cụ khơ tờ tờ chữ là nó sẽ chuẩn hơn. Đã thu thập ấy, thu thập là sâu chỉ, là thu thập, là sưu tập ấy, sâu chỉ rồi. Quan về thu thập về cái gì, thu thập về cái tài liệu, hay là thu thập là sưu chỉ là dữ liệu, nó đúng hơn, sưu chỉ là dữ liệu về khách hàng. Giờ và gì, và làm những cái việc liên quan đến giấy tờ sổ sách không? Ý chí gì, ý chí gì, ý chí xiang ý chí gì, ý chí hẳn tua gì, hẳn tua rất nhiều gì, xiang quan gì, ý chí hẳn tua. Cân đi cho nó hay, cân cho nó đơn giản, cân gì, cân giấy tờ sổ sách, chứng chỉ, nó gì, nó là hành chính, hành chính sự nghiệp nhỉ, cái công việc liên quan đến hành chính sự nghiệp đấy đúng không, nó là gì, chứng chỉ gì, nó là chứng chỉ sự nghiệp, chứng chỉ là hành chính sự nghiệp đấy, chứng chỉ sự nghiệp, sự nghiệp công tác, những cái công việc là liên quan đến hành chính sự nghiệp đấy, nó là về giấy tờ sổ sách đấy, hành chính sự nghiệp đấy, hành chính sự nghiệp, cân gì, chứng chỉ sự nghiệp
有关的工作，有关có liên quan, 有关的工作. Rồi, ok, anh chờ tí, anh đã xong, xong, cái này đã, anh chờ tí, tôi gần là nào, rồi, là cái vệ sinh, vậy, tôi gần là 1 năm sau, ok, anh chờ tí, anh sẽ, anh đã từng đã không là tí nữa là rồi hết, là anh không biết là đường nào nữa. Rồi, đây, 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 rồi 10 câu số 11 này. Dạ, 10 mà câu 13 câu rồi đấy. Một cái là 13 câu. Anh chỉ cần nói, anh chỉ có tính chung thôi. Còn phần phiên âm thì em có đọc được không? Em đọc được không? Đọc được chứ đúng không? Ok, thế là ổn rồi, anh tự này không biết đọc nữa. Thôi chịu. Rồi ok, tiếp theo là gì? Ý em là gì nữa? Tiếp theo là gì? Đó. Rồi. Rồi. Nó là ID đó, nó chứng minh thư đúng không? Rồi. Rồi thế thì passport này và chứng minh thư, tấm passport chứng minh thư. Ok, passport. Rồi. 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 Giờ ok, thế thì anh phải giờ. Tên nó là gì? Nó là gì? Nó là có nợ bên quản, tức là nó liên quan đến đến ghi nợ đúng không? Vay nợ rồi. Thế nào, thế là khách, ý của em là khách hàng họ họ tiêu dùng họ toàn dùng họ quản toàn quẹt thẻ nữa nhá, quẹt thẻ à đúng không, quẹt thẻ bằng thẻ ghi nợ quốc tế à đúng không, cái khách hàng toàn mua hàng quẹt thẻ rồi. Thế là nó là gì nhỉ? Em chưa hình dung được công việc đó là công việc là nó là gì nhỉ? Hết thì là anh lại anh cái ý đầu tiên là gì? Ý đầu tiên của em là gì nhỉ? Tức là em thu ví dụ gì? Ví dụ rồi ví dụ là gì nhỉ? Ví dụ ví dụ là gì nhỉ? Là thu thập gì? Sâu chí gì? Sâu chí cái hộ chiếu của khách hàng đúng không? Sâu chí cụ khơ tờ gì? Tờ hộ chiếu, hộ chiếu, hộ chiếu này. Hộ chiếu của khách hàng này. IC à? IC hay là ID? ID hay là IC? ID. Ai thế là ID nó là identification đấy, nó là cái nó là kiểu như là chứng minh thư đấy, chứng minh thư. IC không nó là đó là gì, nó là số vân chứng, nó số vân chứng là chứng minh thư. Nó số vân chứng là cái giấy nhận dạng thân phận đấy, nó là giấy nhận dạng thân phận và Trung Quốc nó gọi là số vân chứng. Thì người ta sẽ hiểu luôn là giấy chứng nhận là thân phận đấy, nó là số vân chứng. Gì thân phận chứng này, hộ chiếu này, thân phận chứng. Số vân chứng. À, ý chí gì? Ý chí tài chứng, chứng minh tài tài chứng. Chứng minh là gì? Chứng minh giấy thu thập về chứng minh tài chính và cái và chứng minh tài chính ý chí tài chứng, chứng minh rồi gì nữa? Và chứng minh tài chính. Sâu chí cụ khơ tờ gì? Tờ hộ chiếu, thân phận chứng, ý chí tài tài chứng, tài chính này, ý chí tài tài chính, ok, tài chính, ok rồi, tài chính, cụ khơ tờ tài chứng, chứng minh rồi, tiếp theo tài chứng, tài chính, rồi, ok, chuẩn bị thông qua công việc này, học được tính tỉ mỉ và chính xác gì nữa, thông qua, cái công việc, tôi học được là gì, tỉ mỉ đúng không, tỉ mỉ là gì nhỉ, nó là học được là gì, học được là tỉ mỉ nó là nó là xiang nó là仔细观察的观察地面的所有的数据的仔细观察数据的为什么呢瓦子瓦子跟他呢完了这个跟他呢这个那跟他呢那跟他呢那小心完了我以及小心以及小心，工作，数据，这个比较以及回顾，以及的数据的呢，小心，工作，小心工作，工作，小心工作，以及的法子法子呢？回顾嘛子，一个人子回顾嘛子，仔细观察。quan sát được cái xem thế nó là văn phòng à?
Thế nào là kỹ năng gì sử dụng, là thế là kỹ năng làm việc văn phòng đúng không? Kỹ năng làm việc văn phòng hay là kỹ năng làm việc mà làm việc một ý là mỗi ý nó khác nhau, mỗi ý của em là khác nhau. Giờ kỹ năng gì, kỹ năng làm việc trên máy tính đấy, làm việc trên máy tính là gì, ý chí gì, ý chí chứng số gì, ý chí điện não gì, điện não ý chí điện não ý chí chứng số điện não ý chí điện não chứng số ý chí chứng số điện não办公ý chí chứng số điện não办公工作比如，或比如，你收集顾客的护照、身份证以及财证，以及财政证明了的证明的情呢？啊，通过过问代替都要好多些，然后就给这观察的以及观察以及细观察数据，的小心工作，小心工作的以及的证书，班长对吧？以及证书学到了这，学到了哇，对对，能咋的？然后我们跟大家一起嘛，仔细观察数据呢，小心工作。以及成熟电脑办公作产生工作，然后现在儿子一大几个班一年了 ，OK 的，然后第二个是的这个边来，的那得了这哎得了，把这把把人才才才决定啊。Thế là người ta sẽ hỏi là thấy cái gì? Người ta hỏi em đấy. À. Hai con em mua thật thiết em là gì? Ủa khánh chỉ quan gì? Ủa khánh chỉ quan na cờ gì? Na cờ cung chuột. Na cờ cung chuột. Giờ ok. Gì à hai. Thế thì năm hai con em mua 2020 này 2020 này. Ủa gì? Ủa gì? Ủa được tao là gì? Ủa được tao là thế thế là gì được cái tôi đạt gì tôi đạt là gì tối cao gì tối cao là chỉ chỉ tiêu tối cao gì tối cao gì doanh thu được gì được thưởng chính là cái tiền thưởng của cái gì của cái thành tích nhiệm vụ cao nhất đấy, là thành tích nhiệm vụ cao nhất nó là doanh thu, em phải nhớ doanh thu là thành tích nhiệm vụ đấy hay thành tích công việc của mình đấy, nó doanh thu chẳng chỉ là tiền thưởng. Giờ tôi khả năng tôi đang được đó là gì, được đó là tối cao doanh thu thưởng chính. Giờ gì nữa? Em định nói thế nào nữa? Hiểu không? Giờ tôi khá thích năng công việc, tôi rất thích công việc đó. Anh thấy anh thấy ổn hết rồi. Giờ. Giờ sao chứ? Giờ. Thế người ta sẽ hỏi là vì sao nghỉ? Sao nghỉ? Đấy, thế trả lời nha. Ý về gì? Dịch bệnh COVID đúng không? Quan trọng em biết ví dụ corona chưa? Quan trọng bệnh tố tại Singapore đúng không? Ở Singapore. Tại Singapore bỏ Singapore đi. Tờ mạng yến hẳn yến trụ, rất là nghiêm trọng. Hẳn yến trụ. Ảnh hưởng đó là gì? Ảnh hưởng đó là nó ảnh hưởng tới công ty đó đúng không? Ảnh hưởng cái công ty mà em làm đúng không nhỉ? Giờ. Mà là gì? Giờ đây là gì? Bởi vì cái vấn đề mặn nó lây lan này rất nghiêm trọng rồi. Singapore政府也称为本地这本国这只有称本国这本国的这本国的人民本国的的人民吗的这哪里呢本国的这的公民本国的公民因为我是因为所以新加坡只招的招起优点的
gì giờ我只是tôi là người tôi chỉ là người gì tôi chỉ là người nước ngoài thôi, 我只是外国人 外国人 gì chỉ làm việc thông qua gì chỉ tức là gì làm việc theo hợp đồng á. Giờ giờ anh hiểu rồi, anh chưa đi thế này,我是外国人 gì cho để cho là gì chỉ外国人làm theo hợp đồng á. Giờ跟 外国人giờ làm theo hợp đồng là做跟做跟跟公司有过了公签了这签了跟该公司跟该公司的该公司签了劳动合同，那给了这不那么签了这一年的劳动合同，一年的劳动合同，giờ chỉ ký 1 năm thôi, nhưng mà công ty đó rất muốn là gia hạn thêm cho hợp đồng cho tôi, nhưng mà do chính phủ nó không hỗ trợ đúng không, cho nên là phải căn số trên là 1 năm tên là tôi khởi tố tan sư là công ty cái công ty gì gì xiang gì gì xiang cái gì gì xiang cái của yên chán gì yên chán đúng không, yên chán gì chuyện yên chán yên cái yên xiang cái của gì yên yên xiang gì yên xiang yên xiang yên chán của tôi gì yên chán của tôi我的劳动合同力，劳动合同。给他们向这向政府的政府提交了很多是那弄这这这有的这有这有的，那后头这提交了很多的很多。很多我这现在得人弄这了，你有的这你有给谁的？提好事嘛，提交了很多这很多这很好，那弄这了，这了有这了有给一个火车嘛，一个火车嘛，他了一个火车，他了站，对吧？那空降嘛，你空降，这给人家人家人家人家人家，然后呢，他们以前政府提交了很多这，这有一个叫啥子要求的，要求叫，那啥子，那火车嘛，你可以讲支持要求的支持要求的火车的，的支持要求的支持要求，但是这你嘛回购我们的，但是政府最后，这支持了，签了很多这，签了很多支持的要求，签了很多很多和签了很多支持要求，但是最但是最后归功于政府这，但是最后归功于政府，我很努力了这，最后这最后政府这政府都没有啊。都没同意，都拒绝了，都拒绝，都拒绝，都拒绝，都拒绝，都拒绝，但是最后政府都拒绝，都拒绝要求了，拒绝预购，然后结果这给挂了，给挂了，结果我回到越南，回到越南，那。OK 4月，OK 4月底，但是最后政府拒绝要求，结果我回，对对，结果我这，这个肯定都给你，结果我决定这都给你，我决定回越南，回越南，提个愿望找工作，怎么样？结果我决定回越南找工作，今年，给你提个愿望，今年。那，那，thế à, em cũng kiên trì phết nhỉ, 100 lần rồi à, nhiều lần chưa, anh tưởng là anh chỉ ăn anh tưởng là một phát là ăn luôn chứ, một phát là người ta nhận luôn,
Thế à, thế tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ là anh cứ 10 lần 10 công ty à? 20 là thì mới được một lần đúng không? Thế này. Rồi. Rồi. Rồi tiếp viên là thế là không tiếp viên đâu. Airline hay là tiếp viên airline thì khó lắm, tiếp viên chỉ có tiếp viên bamboo là tiếp viên Vietjet thôi. Thì còn à. Rồi. Đúng không? Việt Nam Airlines nó phải nó rồi Việt Nam Airlines nó khác, Việt Nam Airlines nó là của doanh nghiệp nhà nước rồi. Nên nó phải có phải có cơ ở trong đấy nữa thì mới được. Đó. Nữa đấy. Rồi. Rồi. Thế là họ không mấy nhá, người ngoài người ta tất nhiên rồi, người ngoài không không có quen biết ở trong thì người ta sẽ cũng sẽ bơ qua thôi, người ta chỉ ưu tiên những người nào mà có quen biết ở trong ngành thôi. Rồi ok, hôm nay giá tỷ giá hôm nay hơi ok rồi, tiếp đi là gì ạ? À? Cái cuối cùng là gì ạ? À? Tiếp thì em phải cũng phải nói là gì để, nên em đã học được cái kỹ năng gì trong quá trình em đang chờ xin việc ấy, thì em người ta cũng quan tâm mà. Chứ không là người ta tưởng em này chỉ có ăn chơi thôi. Cái gì tại gì rồi trong quá trình này ấy. Rồi 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 rồi, rồi. Dịch à, dịch tiếng Trung à, dịch tiếng Anh giật mình giật mình. Ok. Ờ, thế này thế là gì trong quá trình ở Việt Nam thì tôi đã làm công việc bán thời gian dịch dịch sách tiếng Trung dịch tiếng Anh dịch sách tiếng Anh mà thế thì là gì tại gì tại gì tại tại Việt Nam thời tại gì tại Việt Nam thời thế thì là tại nhà thời thế là ở nhà đi tại nhà thời lúc ở nhà đúng không à, gì rồi. 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 Rồi cái thế thì là gì? À, anh định nói câu đấy à? Anh định nói ý đó à? Rồi. À, em thích làm ý là gì? Rồi cái bên này. Thế thì là gì? Thế thì em phải nói đi. Rồi, thế thì em đứng ở nhà thế thì em nói là gì trong vòng 6 tháng thì trong vòng 6 tháng ở Việt Nam ấy thì tôi đã làm rất rất nhiều công việc bán thời gian trong đó ok trong đó gì trong đó có cái công việc dịch sách tiếng Anh đó, ok đúng không cho như vậy chứ đừng nói ở nhà thì người ta là tưởng em chỉ ăn bám đấy ăn chơi đó ăn chơi bạn chơi bời này. Rồi thế là gì là trai gì trai trai gì trai liệu cô gì liệu cô trai mấy giờ trả gì trai mấy giờ gì mấy giờ chào tao cũng được thôi trai liệu cô gì trai liệu cô trong trong trận trai liệu liệu cô từ thời gian này từ thời gian này trong vòng 6 tháng gì ủa gì tôi đã làm rất nhiều công việc bán thời gian ủa tôi là thế phải nói thế phải nói là rất nhiều việc công việc để người ta biết là em là người năng động chứ không phải là em là cái ỷ lại đó. Ủa chỗ cô là gì em phải nếu bật được là đức tính quen là đức tính nó phải năng động và sôi nổi hoạt bát đó thế là người ta mới ấn tượng. Ủa chỗ cô là gì ủa chỗ cô là khẩn tôi gì chuyên chỉ ủa chỗ là chuyên chỉ công chua à đó là ủa chỗ là khẩn tôi chuyên chỉ công ủa chỗ cô là khẩn tôi có việc ủa chỗ cô là khẩn tôi Tôi chỗ có là hẳn tôi gì hẳn tôi nghe nào thế là gì tại tôi chỗ có là hẳn tôi chuyên hơn không không có thể chuyên chỉ công chỗ này là người ta phải hiểu là người ta sẽ hiểu là em sẽ làm có một công việc chính thế phải là tôi chỗ có là hẳn tôi gì hẳn tôi thì công việc online đấy công việc online đúng không hẳn tôi chỗ có là hẳn tôi gì tại xe công chỗ à, có việc là trực tuyến đấy công việc online chỗ có là hẳn tôi tại xe công chỗ là có việc online lại ở chỗ cô là hẳn tụa trải nghiệm công chỗ gì nữa gì ví dụ gì ví dụ yên ủy gì yên ủy su phan y còn gì em thử biết thêm một công việc nữa đi biết thêm nữa biết thêm nữa thế là gì gì đấy thế thì anh cứ bán cái cứ bảo là gì thế là gì trải nghiệm gì trải nghiệm tại xe gì tại xe thế này là gì em thế em bảo là em bán Shopee bán Shopee à đúng không bán hàng Shopee tại xe gì tại xe thế là bán hàng trên các trên sàn thương mại điện tử đấy cho nó đơn cho nó hay còn người ta cần gì biết em bán em Shopee Shopee này Shopee gì Facebook à thế ta sẽ hỏi em là Facebook là gì Facebook bán hàng là gì thôi không được có em có trên Facebook đúng không thì em bán link cho người ta nếu mà người ta có yêu cầu em bán link một cái shop gì đó trên trên Facebook ấy. Đó. À ví dụ gì gì tại gì tại gì tại Lianshu là Facebook, Lianshu gì? Lianshu là Facebook. Tại
chắc người ta hiểu đấy, người ta vì thằng này nó nhiều thời tiền lắm, người ta biết biết ngay mà. Trên lẻ số là Facebook là nhiều thời tiền lắm, trên lẻ số sang, trên lẻ số sang, trên lẻ số sang gì, chứng nhận gì, chứng nhận chứng nhận gì, thế là chứng nhận hài tử gì, thống gì, ở thùng trang, thùng trang, ở chúng ở thùng phụ trang đi, ở thùng phụ trang là quần áo trẻ em, ở thùng phụ trang là quần áo trẻ em, thế đó, ví dụ gì, dùng để phán dịch số, nó trên lẻ số sang, chứng nhận儿童服装，经营儿童装，还有儿童服装，然后还有，这，这，这，这，这，mỗi lần là chặn lại mức lương rồi là người ta sẽ hỏi em là có thể ăn trò năng lực đấy, nhưng mà thì trong mà lúc tôi gì lúc trong lúc tình cờ thì tôi tìm được công việc, tôi tìm được gì, tôi lên mạng tìm công việc và vô tình thì tìm được cái công tìm được cái gì ạ, cái thông báo tuyển dụng của công ty của công quý công ty đúng không, của quý công ty rồi em gì. OK, rồi. Rồi tiếp, rồi em sẽ là gì? Trong lúc tình cờ lên mạng tìm công việc thì tôi đã tìm được tìm được tìm công việc này đúng không? Tìm được. Thế thì em thế thì chắc chỉ cần thế chỉ cần nó là gì? Đã tìm được đã tình cờ tìm được công việc của công việc trên gì, đã tìm được công vô tình tìm được công việc của quý công ty đang tuyển dụng ở trên mạng nhé, để cho nó đơn giản. Giờ đây là gì? Gì? Chào gì? Chào gì? Chào công tác thời sự. Chào công tác thời sự gì? Tôi gì? Tôi gì? Tôi rất là rất tình cờ. Tôi rất gì? Tôi rất ngẫu nhiên gì? Tôi rất ngẫu nhiên đó. Rất là tình cờ đấy. Tôi rất ngẫu nhiên đó gì? Gì? Tôi chào gì? Tôi thấy được gì? Nhìn được gì? Thấy được. Khi đó là gì? Quỹ公司 的 gì? Chào đón công tác 的时候, chào công tác 的时候, gì? Bây giờ gì? Quỹ公司 的, công司 的, quỹ公司 的 gì? 的 招聘启事, nó 招聘启事 là cái thông báo cái tuyển dụng đấy, 的 招聘启事, rồi. Rồi đó, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn là gì? Và cảm thấy năng lực cũng tương đối phù hợp với lại yêu cầu của công ty đúng không? Tôi quyết định. Dùng mà áp dụng nhiều cái thứ và gì và apply và cảm thấy gì và cảm thấy bản thân năng lực bản thân rất là phù hợp với không pin gì pin chế tờ gì pin chế tờ gì tự chỉ tự chỉ tờ năng lực hẳn gì hẳn sức hợp quỹ công ty tờ gì quỹ công ty tờ quỹ công ty quỹ công ty tờ tờ gì tờ chớ phần tờ chớ phần công tác đó là làm như vậy là chuẩn bị ăn được tiền nào hôm nay anh quay như chóng chóng rồi cái tiết này đọc gì và tôi định gì tôi quyết định tham gia rồi em đọc tiếp đi ý em là gì và chào mừng rồi tôi rất mong có thể tôi rất mong ứng tuyển ứng tuyển vị trí này không? Tôi hy vọng có thể ứng tuyển được
nhưng khi tao trong phần công dụng tôi rất mong được ứng tuyển vào, hay rất mong ứng tuyển được vào công việc này. Gì nét anh đọc đi, gì nữa? Rồi. 我很感谢贵公司的给我这个机会来参加面试，是吧？这次面试对吧？这次面试。 Rồi, ok rồi, tôi cảm ơn quý công ty đã cho tôi cơ hội này để tham gia cái phỏng vấn lần này. Gì nữa? Tiếp theo là ý gì? Chào á. Thế anh chào tên trưởng là gì? Cơ vị ta chào khảo thì là mình sẽ là cơ thế là không không thì mình sẽ là gì ta chia cơ vậy tiếp thì nếu người ta là người Trung Quốc nhỉ, người Trung Quốc à, anh tưởng là người ở Philippines mà, Philippines là người Trung Quốc đâu, Philippines là người Philippines đó. Rồi người Trung Quốc thì nó họ mở à? Anh hiểu rồi. Cái này hình như còn quen, hình như trước là cũng có một cái ông gì, ông ấy hay ông Trung Quốc, ông ấy đến đây, ông ấy đến để cho trung tâm của anh, xong ông ấy cho anh rất là nhiều một cái sập danh thiếp là card visit đấy, về giới thiệu về cái gì cũng là ở Philippines này. Không biết có đúng không. Chắc là vậy rồi. Có qua hai ông Trung Quốc, hai ông cũng trẻ trẻ giờ là giám đốc kinh doanh giờ. Ví dụ cái tiếp là gì nhỉ? Em nói đi, anh quên mất rồi. Tiếp đây. Thế là gì? Ta cha cơ hội để đi vào phỏng vấn vào buổi gì? Buổi một giờ chiều đúng không? Một giờ chiều mà thế là gì? Ta cha cơ hội mà thế là cơ hội xiao hảo. Không dùng là ta cha, nó không dùng ta cha, là cơ hội là tôi trọng họ. Cơ hội xiao hảo. Chào buổi chiều các vị cho nó hay. Cơ hội xiao hảo. Giờ gì nữa? Rồi. Cái gì anh tưởng là có nhiều người chứ? Mọi người. Online. Thế thì cứ cơ hội thôi, cơ hội xiao hảo đó, cần gì đó. Mình thì người ta sẽ bảo là ok hiểu rồi. Người ta hiểu em đang rất là tôn trọng họ thì cơ hội thôi. Rất tôn trọng họ là cơ hội xiao hảo. Rồi thế đó ok. Chứ không dùng là lão sư vì người ta là có phải thầy của em đâu, có phải cô giáo của em đâu, dùng là cứ vậy thôi. Cứ về sao khoảng giờ tiếp là gì, anh định nói câu tiếp theo gì? Giới thiệu bản thân đúng không? Anh giới thiệu gì? Đây là cái giới thiệu quá trình làm việc em chứ, đây là giới thiệu quá trình làm việc. Rồi giới thiệu bản thân. Thế thì em phải nói là em bao nhiêu tuổi đã chứ, em bao nhiêu tuổi đã. Thế em phải nói là em phải đội giờ giờ anh cứ nói ra. Giờ ok giờ giờ tiếp theo. 我是越南人, tôi là người Việt Nam. Giờ thì nữa. Giờ em đọc tiếp đi, đọc tiếp đi, anh vừa đọc đi, anh vừa nghe vừa chỉnh cho em. Em đọc đi. Giờ em đọc bằng tiếng Trung ấy. Rồi họ thế thì cái đấy là anh vừa ấy cho em rồi mà. Vừa ấy cho em rồi. Thế thì em chỉ cần là nói là gì, em phải nói là giới thiệu bản thân. Thế thì là gì, năm nay em tên là gì, em biết đọc tên em chưa? Trần Thị Giang đúng không? Là Trần Sư Giang đúng không? Trần Sư Giang. Rồi thế thì em người ta cho là Giang là Giang nào? Giang là Giang gì? Giang là Giang Sơn à, Giang Sơn đấy đúng không? Giang Sơn. Giang Sơn. Ta sẽ hỏi là trang trong trang gì, là trang sẵn bảo là trang sang là Giang Sơn, là Giang Sơn. Trần Thị Giang quá, tên Trần Thị Giang quá, thì là gì? Trần, em sẽ cho từ nhé. Trần này, sư là thị này. Trần sư Giang, Giang Sơn, rồi Giang Sơn là Giang Sơn. Giang Sơn. Rồi. Trần sư. Rồi. Chọn cái biển này à? Hay sao?
Thế thì em phải nói ý em chứ, em phải nói ý em là em vì sao em có chọn con vịt này, em phải nói ý thì em mới theo được ý em chứ. Chứ anh theo ý của anh thì nó lại không hợp. Rồi. Ừ. Rồi. 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 Cái ý về của chúng ta cùng gì ấy vậy. Thế là ví dụ ý về của chúng ta gì? Ý về của chúng ta công ty vì em vì như vậy thì người ta sẽ hiểu là gì, có thể là em có công ty khác cũng đang gì cũng đang mời chào em cũng đang mời em để đến làm việc, thì như vậy nó sẽ em sẽ có một chút ưu thế hơn. Bị chào khỏi gì đó em nói cần thế giờ bị chào khỏi là động giờ có các là công ty gì công ty khảo à công ty khảo công ty khảo công ty khảo sự gì là gì là động lực là một là động lực để chúng tôi là để khiến tôi làm việc chăm chỉ. Ok rồi em chờ đến đi sự gì sự của gì sự của sự của gì bù thiền gì bù thiền không ngừng bù thiền gì nỗ lực công tác tự động lực nói là gì công việc cái công việc tốt là cái tiền lương tốt này nó là gì, nó động lực để gì để tôi không ngừng nỗ lực là làm việc giờ thì đấy thế đi rồi 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 là em biết từ Philippines chưa là Philippines là Philippines đấy Philippines đấy, em phải học thêm từ này nữa. Philippines giờ là Philippines để nhớ nhá cái từ danh từ riêng của nó này Philippines à, không phải mình nói là nhớ rồi Philippines anh chờ đấy anh đang gọi là từ Philippines đó Philippines giờ thì cái là Philippines gì Philippines gì Philippines từ khí hậu gì thế thì nó giống thế thì nó là gì giống với Việt Nam là gì cần Việt Nam cần Việt Nam tờ chi khẩu cái mi cái này là tờ chi khẩu chắp bút đuôi chắp bút đuôi à nó không phải là giống đâu chắp bút đuôi nhìn xem nhau xem rồi gì đấy giờ xem thôi gì nữa rồi cần rồi đồng nghiệp à, đồng nghiệp là thống sự là và người cùng phòng là gì và của tôi thống ngũ, của tôi nói gì là sư hiệu đi, ở tôi sư hiệu là cái những người cùng phòng á, là sư hiệu đi, của tôi sư hiệu là người cùng phòng, là người ở cùng phòng ấy, mình ấy sư là gì là bạn bè, à không sư là ký túc xá này, hiệu là bạn bè, là bạn ở cùng ký túc xá đấy, là sư hiệu bạn ở cùng ký túc xá là bạn cùng phòng được, sư hiệu nói hay hơn, được, nó còn văn hóa của người Philippines đúng không? Đó. Thế mình sẽ nói gì là bởi vì trước đây người đồng nghiệp của tôi là gì là người Singapore này và dịch và cũng và đó. Đó. À thế ok rồi anh sẽ này dài này đã. Giờ ở trước đây tại Singapore ngoài công tác thời gian đó công tác thời gian gì gì我觉得同事，合着合社友叫社友，那完完我，都是对了，都是，都是非律宾人，合着合中国人，知道？上上，啊，OK，这我是我觉得这啊，讲的，那个，听众好，是吧？所以我觉得这我觉得，自己可以，可以，可以，可以，可以，融入，融入到他们的，他们的文化，他们的文化，他们的文化，现在这这这话的把文化国际文化国国国好嘞，那文化国好，听到？OK，这。 Là ok giờ mình hiểu là họ hiểu giờ anh cho tiếp anh đang gọi anh đây đã giờ ok giờ anh cho tiếp anh đang update anh đây anh quay đi anh update giờ để là câu số bao nhiêu rồi đây ý giờ số ý giờ tiếp đây anh đọc tiếp anh đang đi tiếp anh đọc đi có gì nữa
Rồi. 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 Thế thì em bảo là chúng ta học được rất là nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm làm việc của quý báu của người Trung Quốc à? À, em muốn học. Em muốn theo để học học cái kinh nghiệm mà làm việc quý báu của họ đúng không? Thế là thế, của người Trung Quốc à nhỉ? À, hay là gì của kinh nghiệm. Thế thì là của người Trung Quốc hay là của người Philippines? Của người Trung Quốc chứ? Thế ok rồi. Thế ủa cái gì? Ủa khấn gì? Ủa chủ. Thế chủ thế là em phải định chủ chứ chứ em à. Em định thằng 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 cấp dưới làm gì, em định thằng chủ ấy à, gì ủa khánh chưa dạ ủa khánh dạ ủa khánh chẳng xuyên tạo gì xuyên tạo gì ạ xuyên tạo cho bảo quê xuyên tạo xuyên tạo gì xuyên tạo Trung Quốc人 à cái à Trung Quốc gì à, lính Trung Quốc gì Trung Quốc人 à, lính Trung Quốc人 tờ Trung Quốc人 tờ tại của Trung Quốc cái kinh nghiệm làm việc quý báu của Trung Quốc lãnh lãnh đạo gì Trung Quốc lãnh lãnh đạo tờ gì tờ bảo quê là bảo quý báu này bảo quê tờ gì bảo quê tờ công chua chính nghiệm là cái công việc kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm gì tờ công chua chính nghiệm công chua hứa tờ công chua gì kinh nghiệm làm việc và gì và có em có cái em có từ kiến thức không tờ công chua tờ công chua chính nghiệm ý chí gì ý chí hứa gì hứa giờ hướng là cái và gì và giả dạ, và kinh và kiến thức chuyên môn đi hướng chuyên nghiệp chuyên sự này cho nó đơn cho nó hay chuyên nghiệp chuyên sự là kiến thức chuyên kiến thức chuyên ngành chuyên môn này kiến thức chuyên ngành giờ gì nữa em đặt tiếp đi giờ 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 thế thì em muốn cống hiến hết hết sức mình cho công việc cho công việc mà em muốn phỏng vấn đúng không? Cho công việc mà em muốn ứng tuyển đúng không? Thì em nói gì? Ủa gì? Ủa, xiang bả gì? Ủa xiang bả bả zì jì de suo you de gì? Suo you de de năng lực hợp và gì và cái tức là hợp chi sĩ de năng lực năng lực là năng lực này nó cũng bao gồm cả kinh nghiệm rồi. De năng lực hợp chi sĩ de năng lực hợp và năng lực và kiến thức này tờ năng lực và tri thức công hiến gì công hiến cái gì à, công hiến là công hiến đó công hiến cái gì công hiến cho công hiến cho công hiến cái gì quê công sư rồi quê công sư thằng này quê cho quê công cái công hiến cho gì công hiến cho quý công ty rồi hết đó còn gì nữa còn gì nữa rồi chơi chơi đây đây anh update đã à chơi đây xong mỗi ý này phải update không là tí này rồi rồi tung hết lên rồi nhưng mà em có nhớ hết được không nhớ hết được tương tương đầy không rồi 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 thế thì em chỉ cần xem lại video là em sẽ nhớ hết mà xem lại video là được đấy anh đang quay video là nó đang quay đến đây rồi giờ tiếp theo là gì nhỉ em đọc tiếp đi ý em là mục tiêu à mục tiêu là gì nữa rồi thế thì ok một từ ngắn hạn là gì nó là toàn trí mục tiêu một từ ngắn hạn toàn trí mục tiêu và một từ dài là gì trắng trí mục tiêu sẽ cho những cái thuật ngữ này đó giờ gì nữa em đọc đấy nhớ toàn trí mục tiêu một từ ngắn hạn bảo vệ sức khỏe à người ta sẽ hỏi là gì em, người ta sẽ hỏi là em đã tiêm hai mũi chưa em đã tiêm chưa em đã tiêm chưa em tiêm hết chưa hỏi rồi á thế thì em bảo sao nhưng mà thế nào không tiêm tiêm hai mũi cơ mà tiêm hai mũi được tao hỏi em cho một mũi thì ăn thua gì ok rồi thế thì em đã thế thì em biết cái câu để cho tôi đã tiêm đủ hai mũi vaccine rồi em biết nó có đầy chưa thế em cứ đề phòng thế em cứ đề phòng những cái câu này đề phòng câu này con là tôi đã tiêm rồi để cho người ta yên tâm là em đã có cái thẻ xanh rồi là ok là mình sẽ nói là ủa gì ủa một mũi à anh tưởng hai mũi chứ anh tưởng một em đang ở đâu vậy em đang ở đâu vậy em đang Hà Nội à em tưởng em đang ở Sài Gòn chứ SG mà em là mấy người SG mà Singapore, ok, từ Sài Gòn. Rồi quy trình gì? Quy trình à, tả là gì? Tả là, xin tả tả câu là gì? Tả câu là gì? Chia, à không, thì không là chia chủng là gì? Là vaccine. Chia chủng quy trình chia chia chủng lẻng chân là hai mũi rồi. Quy trình chia chủng chia chủng gì? Chia chủng y mèo lẻng chân là ok là cái gì rồi? Là tôi đã tiêm chưa đủ là tiêm tiêm vaccine đấy à, chưa đủ y mèo lẻ chân lần là ok rồi là xong em cứ nói như vậy là tôi đã tiêm đủ hai vaccine hai mũi rồi tiêm vaccine hai mũi rồi gì nữa em nói tiếp đi gì nữa
Rồi. À, thế thì em phải nói là gì? Bảo vệ sức khỏe và tìm được công việc à? Ờ, water. Toàn chi mục tiêu sự gì? Thế thì em phải nói hai câu đi. Ở tớ toàn chi mục tiêu sự gì? Sự bảo trì gì? Bảo trì kiện toàn the thân thể. Ta phải giữ giữ cái sự sức khỏe nó kiện toàn, nó khỏe mạnh. Và gì? Và mục tiêu thứ hai là gì? Ý chí gì? Ok, chuẩn đi. Ý chí gì? Ý chí tại gì? Tại Philippines,找到gì?找到工作. Tìm được công việc ở Philippines.找到. Trường kỳ mục tiêu. Thế này là tôi trường kỳ mục tiêu. Rồi, tôi trường kỳ mục tiêu. Mục tiêu. Rồi. Rồi, ok, thì rồi. Gì? Sự gì? Sự Ý gì là gì? Thế là năng lực, cho chính là khả năng đấy, năng lực chính là khả năng đấy, năng lực mà là gì? Lại lại hoàn thành gì? Lại hoàn thành gì? Quê công ty gì? Quê công ty giao được công việc, giao kể được công việc, giao cho, giao kể được công việc, hay là được nhiệm vụ được, hay là được nhiệm vụ đấy, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Rồi ok, sau 5 năm mà, trong 5 năm mà. Cái thế nào gì? Tại gì? Tại 5 năm gì? Tại 5 năm giờ, 5 năm thời gian trước này, trong trong vòng 5 năm, tại 5 năm thời gian trước này. Tại 5 năm thời gian trước này, nếu gì? Nếu mà, tôi năng bị gì? Bị sinh gì? Bị gì? Bị gì? Bị thi sinh? Lên trước này, đề bài đấy, bị thi sinh. Bị thí sinh đề bài gì lên trước à hay gì đề bài gì lên đâu bị thí sinh được cái bị bị thí sinh nếu mà tôi năng bị thí sinh thì hoa gì thì càng tốt nếu như nếu nếu mà gì nếu mà nếu mà gì nếu mà không khả năng thì hoa không khả năng thì hoa gì cũng không có cũng không sao cả cũng không có quan trọng là gì quan trọng là tôi học được kiến thức à. Thế làm gì? Thế làm gì? Quan trọng là gì? Quan trọng là gì? Quan trọng là quan trọng là quan trọng là hay là then chốt là trung trung tâm tư hay là quan trọng là quan trọng là tôi ta quan trọng là quan trọng gì? Quan trọng là tôi đang gì? Tôi đang học được học được học được gì? Học được quan ý gì? Quan ý công tác đó gì công tác đó kiến thức và gì và à gì và kinh nghiệm quan về công tác đó kiến thức và kinh nghiệm là học được gì học được kinh nghiệm à kiến thức liên quan đến về công việc nữa rồi gì nữa rồi 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 thế này anh ta nói quan trọng là tôi đã học được cái công tác này gì hay gì hay có năng gì hay có năng gì hay có năng还能还有能给这给公司带来的带来给最大的跟的利益嘛的利益人家叫工地吗你呢我跟着还有能给公司带来最大的利益可以也可以也可以可以可以可以可以帮助同事帮助同事帮助同事的giúp đỡ công việc đồng nghiệp gì giúp đỡ công việc về cái gì đã bán cho同事 thế gì à rồi rồi có thể bán bán cho rồi 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 công ty gì tôi gì bán cho thế là gì tôi tôi 同事 bán cho tôi 同事 thế là rồi rồi thế là có thể bán cho tôi 同事 rồi thế bán cho tôi chờ đợi lưu lại cái ý này đã hết giờ mười tức là bắt đầu học mấy giờ nhỉ 10 giờ mà đúng không 10 giờ 1 giờ chưa chưa còn khoảng 20 phút nữa khoảng 20 phút nữa khoảng khoảng 20 phút nữa giờ 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 anh giờ cái đây 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 đến và giúp đỡ đồng nghiệp rồi tiếp theo là gì nào đây
Rồi. Mục tiêu thì mục tiêu thế là cũng ổn rồi. Nói chung là em phải tập trung vào lợi ích của họ. Em có thể đem gì, đem lại giá trị gì cho họ thì họ quan tâm được cái đấy chứ chứ họ không không quan tâm đến cái nguyện vọng của em đâu. Họ đấy. Ừ. Rồi. Tiếp theo là gì? Ưu điểm là ưu tiên đúng không? Học rồi, em học chưa? Ưu tiền này. À, thế là gì? Thế là cơ là ưu tiền là gì? À, ưu điểm cá nhân. Giờ là gì? Thế em là gì? Em có ưu điểm gì không? Là gì? À, thế là gì? Nó là gì? À, giờ là ưu điểm cá nhân là gì? Ờ, thế còn thấy bản thân là người kinh làm cái chương trình cùng á, tôi cảm thấy bản thân là người cái chương trình cùng, tôi thấy tự chỉ sự gì, tự chỉ sự gì à, cái sự gì người cái chương trình cùng đúng không? Người kinh chỉ đến cùng là gì? Là năng gì? Tôi thấy chỉ năng, tôi thấy tự chỉ sự năng kiên trì đến đi đờ rắn, là năng là người cái chương trình cùng rồi gì nữa? Là người chương trình cái rồi giờ 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 rồi 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 xong xong gì đã em bị tính đã tính đã rồi không lại anh rồi hết rồi tôi mới là rồi rút của gì à, rút của gì rút của gì rút của nếu như có công việc tôi không làm được không rút của hiểu rút của hiểu rút của hiểu tờ công chua của gì của buồn là gì của không 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 gì mà gì không 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 biết cái làm không hay gì我不知道我不会我不会我不会怎么解决如果有不如果有工作，如果有工作，我不会怎么解决的话，人家从这个都không có công việc tôi không biết làm cái giải quyết như thế nào. 我先我将都先我将我先谁将将先我都谁都谁好多员工，我将问同事问同事着急呢，好多员工着急，好多员工把脸板啊问同事合计和领导和领导问同事和领导谁呢？把脸板啊。và问领导啊，问同事和领导，上的上网，查的查，啥？然后你把这你把 team 什么 team 什么 team 什么 team 你把 team 什么？上网学习上网学习上网学习上网学习上网学习。更多的更多更多了呗，有问更多的关于如何的关于如何解决如何解决工作如何解决工作的这的信息的tin tức tôi lên mặt tìm những cái tin tức gì những thông tin những tin tức nó liên quan tới việc tới cái gì làm thế nào giải quyết công việc nó如何解决工作 giờ ok gì lên rồi如果自己还是如果自己如果自己还还解决不了的话，还不解决不了的不了问题的话，问题嘞啊，还解决不了问题的话，我将将去我将找去找，我将找专家啊，我想找这，我想找这，关于该问题的专家，都是好，都是好，这都是 team 专家，那么为给问题的啊，专家，然后把 team 们框框吧，一起的，一起找一些的，一嘛，某所关系一些，一些关于这该问题，一些关于这关于一些关于。解决问题的这解决问题的解决问题的解决该问题的这的培训班là cái khóa các cái lớp培训班啊những cái khóa học đào tạo mà nó về gì về về vấn về về vấn đề đó解决về về giải quyết vấn đề đó rồi 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 thế 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 đang ăn đấy đó anh chờ chứ anh ăn đấy đó anh lấy chỗ này á yêu cơ bản ưu tiên là cái ưu điểm cá nhân này giờ chờ gì giờ các chọn là em họ cần là em phải có cái quan điểm cá nhân và lập trường cá nhân và biết cách diễn đạt ý kiến của em để cho người ta bắt được ý của em là ổn rồi. Còn em nói thế nào cũng được cả em cũng nói sai ngữ pháp người ta chẳng chẳng quan tâm đâu cần là em là làm được việc và giải quyết được công việc và cho người ta hiểu được ý của em là ok đó. Rồi tiếp đó, em đọc tiếp đi, gì nữa? Là gì?
Rồi. 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 Rồi rồi cái tiếp đi tiếp đi tiếp đi gì nữa? Rồi. 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 Hỏi rồi hỏi bot được, hỏi bot người ta hỏi bot rồi. 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 Rồi ok, anh rồi thế thì em phải thế em phải nói cho nó có trình tự trình tự để người ta ta hiểu được cái cách em giải quyết vấn đề như thế nào, nó là cái trình tự. Giờ thế thì anh nói gì? Tốt lúc lúc ta làm việc ở Singapore đúng không? À thì ở tại Singapore công tác ở Singapore rồi. Ta Singapore gì là lúc à thì lúc đầu tôi cũng không biết cái mặt hàng đúng không? Rồi tăng chu lúc đầu tăng chu ủa gì ủa khẩn gì ủa khẩn bu khảo gì bu khảo gì ủa khẩn bu khảo ý gì bu khảo ý gì tiếp xúc với khách hàng không bu khảo ý ủa khẩn bu khảo ý gì tờ chia chu tờ chia chu cụ cửa tôi rất là ngại tiếp xúc với khách hàng Chế của gì chế của chế của gì chế của差不多差不多gì bị gì bị lão bản chảo dầu ý bị lão bản chảo dầu ý đi chào dầu ý là xong nghỉ việc đấy bây là bạn chào dầu ý xong rồi đó tạm sự hậu lái gì của gì của chủ tôm giờ chủ động gì của chủ động tìm những cái khóa học mà giải quyết vấn đề đó không là chủ tôm gì của chủ tôm giờ cái chủ tôm rồi tôi xong rồi đó xong nhưng mà sau này tôi chủ động tìm cái khóa học đó các cái khóa học và chủ động chào gì chào cơ gì trả lời hơn tôi sẽ trả lời hơn tôi cái gì có thể giải quyết cái vấn đề tờ gì tờ 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 tờ培训tờ培训培培训培训班gì nữa tôi đã tìm rất là nhiều khóa học để giải quyết được vấn đề đó và gì nữa ok rồi thậm chí rồi ok cân rồi mấy cái tôi còn đi đi đâu ok rồi chẳng định cân gì cân đi chào gì chào châu mua thật sự anh nghỉ không anh nghỉ hay là thủ cuối tuần ok thế là tao gì ngày nghỉ à thế ngày nghỉ là cuối tuần mà đúng không thế là thủ cuối tuần đấy thế là ngày nghỉ là cuối tuần mà thế chắc là ngày cuối tuần đi cân tao tao thế là nghỉ là tao gì lúc mình ngơ đấy rồi thế là gì cân đi tao siêu tao gì tao 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 có thể tao có thể休息的时候我都没有休息都không tôi mấy ở gì phan xin siêu gì không biết tên mình ạ tôi gì tôi chỉ chào gì tôi đi tôi chỉ thế là gì tôi quyết định跟着đi theo跟随着đi theo跟随着đi theo跟随着跟随不不在这里你这样过河嘛跟随着跟随专家呢你要立下专家立下专家你好吧跟随专家学习的学习知识和经验把经验经验然后呢立下专家好经验把来把给的然后呢然后 OK 然后 OK 然后呢然后我的我成了这我成了我成我成了这我成了我成了这你没办法找人家最好的销售员你没办法找人家最好的最棒的最棒的最棒的这最棒或者最好的这人家最棒的那一块最好的销售员你呢那这两个你没办法这成了这成了2020整个的2020年公司的最好的销售员你呢来在这个人民网上做你相当于还有关于某公司的你呢这种对吧这样子那个上过来上一年的那个 app 对吧的的rồi ok anh chờ đi để anh đi lần đâu nhỉ à đây đây này chào dầu ý này anh chờ đi để anh tìm nữa chào dầu ý
đang đây nhỉ, cơ ưu tiên này đến đây rồi này, xong rồi ủa ra ủa tại Singapore ở đây 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 ở đây anh chờ tí để anh nó cái này đã ăn cái chỗ này đã anh chờ tí rồi em vào lại diễn đàn xong em ấn F5 đi rồi em sẽ thấy các cái ý mà anh vừa ấy cho em hết rồi đấy, dịch cho em hết rồi đấy. Em ấn F5 đấy, F5 em thấy chưa, F5 em ấn đi là nó anh vừa cập nhật thêm một loạt rồi đấy anh, mà em vào sẽ em sẽ thấy em F5 đi, F5 em thấy chưa, đây 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 ở trên màn hình đấy là bao nhiêu câu rồi đấy. Rồi em đọc đọc đoạn tiếp theo đây, em đọc đoạn tiếp theo đi. Rồi tôi cảm thấy bản thân rất là hoạt động mọi người không? Tôi đó xem chủ thế đó xong là gì, tôi chúng ta chỉ có thể hẳn hảo tới ta gia xem chủ thế đó là một cái đoạn người ta chưa là rất là dễ, rất là tốt để gì, tức là mình rất là dễ dịu dễ hoạt động hẳn hảo tới ủy ta gia xem chủ thế đó là người ta sẽ hiểu là rất dễ hoạt động với mọi người. Rồi tiếp vào gì, ý em là gì nữa, ok trở lại đánh áp đây thế nữa được giờ thế giờ thế thì em là gì nữa? Thế là gì, tôi cảm thấy như điểm của tôi là rút em biết từ rút tiền là gì, cơ là nhiều tiền cơ rèn rút tiền nhược điểm à, rút tiền cơ rèn rút tiền là nhược điểm. Giờ em là gì, tôi cảm thấy bản thân là người gì, là người rất là hay à, à giờ thế thì phiền luôn, thế thì bạn nói tôi là tôi cảm thấy bản thân là người rất là gì à, rất là hiếu học đi, rất là khảo chuyện à, hiếu học à, giờ giờ sẽ là đang là phiền không, đang là phiền không, đúng không? Đấy, tức là tôi cảm thấy bản thân là người rất là hay hỏi đúng không? Tôi thấy tôi chỉ là gì, rất hay hỏi à, hẳn gì, hẳn hẳn thế nên bảo là từ đấy cái này trong câu này lại trong tình chung nữa, thì phải chuyển sang tình chung đó. Tôi cảm thấy là người rất là hay hỏi vấn đề với lãnh đạo không? Hay là với người khác. Và tôi thì chỉ một cái hiệu quả nhất đúng không? Là gì? Là
Việc một cách có hiệu quả nhất rồi gì nhé. Câu nào? Từ em cứ nói sao cho nó cảm thấy là được là chúng ta sẽ hiểu. Nói chung là em cảm thấy, nói chung là em sẽ bị em phải bị đặt cái nhược điểm nó cũng là đồng thời là ưu điểm của em. Nó phải rồi. Thế thì em nhược điểm của em là hay nói đúng không? Hay hỏi hay nói. Rồi. Đó. Dạ. Còn cái đó. Lo lắng cái mức à? Thế nào lo cả mức à? Lo lắng cả mức. Thế em phải lo lắng. Rồi cái cái cho vào. Thế hay ở gì? Hay ở gì? Hay ở ở chết đây. Ở cái cô này hay ở ở chết đây gì? Ở chết đây gì? Cũng là gì? Cũng là đây là mình đang nói về tương lai mà đang nói về tương lai chứ không nói về quá khứ, đang nói về tương lai không dùng từ mấy tài chính quá ủy tài chính công chúa hoàn thành bù lại thế nào hoàn thành bù lại quá dễ dàng cho nên tôi thấy tôi cũng rất dễ dàng cũng rất dễ dàng quá tài chính hoàn thành bù lại tôi công chúa tự nhiên à thiếu chuyên động ngữ rồi đây em nói lại nhá hay gì tôi thấy tôi cũng rất dễ dàng quá ủy tài chính công chúa hoàn thành bù lại rồi ok xong rồi. Dạ. 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 Dạ hoàn thành công giờ dạ. Dạ. Em đang bấm giờ đi ạ. Dạ. Dạ. Thì tôi cảm thấy là gì tôi một lúc như vậy tôi thử hay đi chơi đúng không? Thì là mỗi mỗi lần gì? Mỗi lần到 这个 时候, mỗi lần到 gì? Mỗi lần một lần cảm thấy căng thẳng quá thì mỗi lần到 gì? Mỗi lần 自己每次自己觉得工作太压力的话，工作太压力的话，我都会去公园的散散步，跑跑步，这叫不跑跑步，跑步，知道吧？行了，叫不吧？这不用，叫空不？啊，叫空不吗？得，打开，得。Đó. Là cái gì đây? Đó. Ừ. Ừ. Đó. Đó. Ừ. Cái gì đó? Tức là em gì? Em bảo là em ở gần công viên à? Giờ. Thế giờ thế thì nó là gì thế là đó chính là gì cho mà tôi thích ở công viên quá thì nó và nó có thể giải quyết được cái vấn đề căng thẳng của em rồi cái na就是 我喜欢住在公园附近的地方公园的地方那到这了那去了附近的地方啊对nguyên nhân đúng không? Nguyên nhân là từ nguyên nhân phải có đủ trung tâm ngữ. Giờ nó chính là gì? Đó chính là nguyên nhân. Tôi thích gì? Tôi thích ở những cái nơi mà gần công viên. Đó, ok, giải sẵn ăn thêm công viên này. Giờ em có nhớ được không? Giờ. Cô quý. Cô chào nó cô chào là gì? Em đi chào cái gì? Em đi chào à? Chào. Thế thì thế thì em bảo là gì sẽ là cô cuối à anh chẳng biết nó là gì là em bảo chào thế chào mọi người à chào thế chào xem ra gì thế này mà nó gì khó khăn cái gì và gì trước hết tôi cũng nói trước hết và gì tôi rất gì rất cảm ơn các vị ok 抽出给我这可以我抽出一点时间给我抽出抽出一点时间，给我抽出一点时间，
给我抽出一点时间，面试我，面试我，跟我面试，然后还有跟我面试，跟我面试，跟我面试的，来上，过个感恩的，最后我非常感谢各位给我抽出一点时间，给我面试的老规则，大家有的，那大家有来一来来，cô đang em đang rút lui đấy, đang rút lui để người ta cũng sẽ hiểu, người ta sẽ hiểu, nó sẽ hiểu là coi như là lại là em đã đưa hết giải hết ý cho người ta để người ta nắm bắt thông tin của em rồi, rồi thế là ổn, rồi. Buổi tới thứ mấy? Buổi tới thì lịch của em là sau khi thứ bảy xong rồi thì lịch của em sẽ là thứ năm học tuần nhá. Hay là em muốn học mấy? Thế em học một tuần một buổi đi, một tuần một buổi thì một tuần một buổi vì em một tuần một buổi, rồi. Được. Thế tuần sau cứ trước mắt cứ nặng một tuần một buổi nhá, một tuần một buổi để thế nó. Rồi, thấy nhá. Rồi, thế trước mắt cứ tạm dừng đây thôi. Anh sẽ lát anh sẽ gửi cho em cái video này. Em phải render video đấy. Rồi, ok. Thế lát anh sẽ gửi cho em ở trong Zalo. Thấy nhá, trong cái gửi em. Rồi, đây thấy nhá. Rồi anh chào em. Rồi, anh chào em nhá. Rồi anh sẽ tắt livestream. À, tắt bài học tại đây.